Nấu các món chay ngon, đơn giản, dễ làm cho bữa cơm chay gia đình cần có những món gì? Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon là dễ làm đó quý vị. Hôm nay thì có mấy cái món đơn giản, dễ làm cũng khá là quen thuộc. Quỳnh Phương muốn chia sẻ đến quý vị để làm một cái bữa cơm chay đơn giản cho gia đình mình cùng thưởng thức ha. Có món canh, món chiên, món kho, món xào. Đấy, đây là thành phẩm mà Quỳnh Phương vừa làm xong nè quý vị. Nhìn cũng khá là hấp dẫn. Bát cơm hết quý vị. Rồi, để làm mấy cái món chay này như thế nào á thì Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp. Trước tiên là món sườn non chay nha. Đó, Quỳnh Phương chuẩn bị là 2 miếng sườn non chay ở dạng khô, thì trước khi dùng á thì chúng ta sẽ bắt đầu đem ngâm nước. Tiếp theo á là mình có chuẩn bị khoảng 10 trái đậu rồng nha. Đó, đậu rồng này trước khi sử dụng á thì mình sẽ đem đi ngâm với nước muối pha loãng ha, mình quậy xíu muối vô rồi mình ngâm đây xíu đi, rồi mình bắt đầu mình hãy chế biến sau. Rồi đảo đảo lên cho muối nó tan ra nè quý vị. Tiếp theo nữa, để làm món canh thì Quỳnh Phương có một cái bắp cải thảo, bắp nhỏ thôi nha. Mình vừa một tô canh được rồi, cái bắp này nó cũng nhỏ hả. Rồi mình nhà mình đông hơn thì mình có thể làm cái bắp cải to to hơn. Rồi cái gốc nó thì cắt bỏ đi, sau đó thì cắt thành những cái đoạn vừa ăn vậy đó. Giờ đem vô thao, bỏ vô một cái thao, sau đó thì chúng ta sẽ cho muối vô đây ha, cho khoảng muỗng canh muối vậy đó. Rồi bây giờ cho nước vô rồi đảo đảo lên, rồi mình cũng ngâm trong nước muối pha loãng giống như là cháy đậu mới nãy vậy quý vị. Rồi tiếp theo nữa là một ít rau mùi nè. Nó có ngò gai nè, rồi rau ngò ôm, quế với một trái cà chua ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt cà chua ra trước. Mình phải bỏ cái cuống nha quý vị. Cà chua thì cắt cái dạng rồi cái này mình cũng cắt bỏ cái cuống hồi nãy mình chưa cắt đó quý vị. Rồi giờ bỏ cái cà chua qua bên đi. Tiếp theo là rau mùi nè, có ngò gai, ngò ôm thì mình sẽ thêm cắt ra trước ha, cắt bỏ cái phần gốc này đi. Sau đó thì cũng cắt nhỏ luôn. Anh chút mình dùng nhiêu thì mình lấy nhiêu hết quý vị. Còn phần quế thì mình để nguyên, chút mình hãy cắt sau. Bây giờ mình có chuẩn bị thêm 3 tép tỏi. Tỏi này thì mình sẽ băm ra. Đó, giờ băm cho nó nhuyễn ra nha. Nhà mình mà không dùng tỏi thì mình bỏ qua bước này giúp Quỳnh Phương. Tiếp theo nữa là quý vị chuẩn bị cho mình một trái ớt sừng ha. Nếu mình không dùng ớt sừng thì dùng ớt bình thường cũng được, thì 2 trái. Đó, một đoạn thì mình 1 phút á. Đó, thì mình cắt mình để mình trang trí. Mình để riêng bên. Còn cái khúc còn lại á thì mình sẽ băm ra. Nó băm nhuyễn cái phần ớt này ra luôn. Rồi, giờ để ớt bên luôn ha. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chuẩn bị thêm sả băm. Sả băm thì Quỳnh Phương chuẩn bị là 2 muỗng nha. Cái này là bắp cải nè, bắp cải thảo. Ngâm trong nước muối khoảng 10-15 phút rồi mình vớt ra.
để cho nó ráo nước. Lát mình làm món canh nha quý vị. Rồi, đậu rồng thì mình sẽ làm món xào. Bây giờ mình cắt bỏ phần đầu phần đuôi đi. Chán nào bị sâu hay là bị hư gì đó thì mình cũng loại bỏ luôn. Cắt hết á, đem ra vũ cho nó ráo nước, rửa lại cho sạch với nước cái nữa. Rồi mới đem đi cắt cái phần đầu rồng này ra. Đầu rồng này mình sẽ đem đi mình làm một cái món xào. Đó, xào tỏi quý vị, đơn giản mà rất là ngon. Rồi, đẩy qua đây. Rồi, đẩy đó cho nó ráo ráo nước xíu và mới tranh thủ khoảng 30 phút thì mình vớt cái phần xương non chai này ra. Đó, xương non chai này mình vắt ha. Vắt cho nó thiệt là sạch nước luôn. Sau đó sẽ cắt ra. Rồi. Giờ mình tiếp tục mình sẽ ướp thêm vô đây một xíu. Đó, nước tương đó quý vị. Nước tương mà mình lấy từ tương hột á, mình lấy một ít nè, nó kẹo lắm, ướp ngon lắm. Rồi, để đây ướp đi. Rồi, tiếp tục tranh thủ mình bắt cái chảo lên. Cho một ít dầu vô. Đợi dầu sôi lên, mình sẽ cho tỏi vào. Để mình cho cái phần tỏi này vào để mình phi nè. Nó mình phi cho nó vàng lên. Đó, phi nhớ là để lửa nhỏ nhỏ từ từ nha. Mình phi cho nó vàng vàng lên là bắt đầu mình vớt ra được rồi đó. Thấy nó vàng như là mình bắt đầu mình vớt ra được rồi đó quý vị. Cho tỏi nó vàng nó thơm nha. Để lát mình làm được hai món luôn. Một món là mình dùng với canh nè. Món canh á, có tỏi phi vô nó thơm lắm. Rồi món xào tỏi. Xào tỏi của đậu rồng á. Rồi cái này mình ngại dầu thì mình có thể bỏ bớt dầu ra. Sau đó thì cho đậu bắp vào. Đẩy xào. Nó mình xào với lửa lớn, mình xào nhanh. Cho đậu nó giòn, ngon. Đảo đều hết quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm đơn giản thôi. Nửa muỗng hạt nêm chai từ nấm nè. Rồi đường, đường cũng khoảng nửa muỗng. Rồi dằn thêm xíu muối. Ai mà thích nó thơm thơm mặn mặn thì mình xào xong quý vị. Đó mình đảo đảo lên. Giờ đảo lên trước đi. Đảo xong á, mình trước khi tắt bếp á, mình có thể cho một xíu nước ấm chai lên là cho nó thơm á. Đó, cho gia vị vô mình đảo qua đảo lại thì 1 phút 2 phút là được rồi đó. Để đậu nó còn giòn ngon. Rồi giờ mình bắt đầu cho ra dĩa. Mình gấp ra dĩa nha. Rồi cho hết đậu ra dĩa này đi. Tiếp tục mình dùng cái chảo này luôn. Đó, mình cho khá khá dầu vô. Nhớ là loại bỏ hết bớt cái phần tỏi nha. Chừa càng sạch càng tốt. Mình sau đó mình mới cho dầu vào đợi dầu nóng lên. Chiên cái sườn non chai. Đó, cứ vậy thì mình chiên ngập dầu. Đảo qua đảo lại. Cho nó vàng đều hết. Sau đó thì mình sẽ vớt ra. Đó, mình vớt ra mình để tạm ở đây đi. Giờ chuẩn bị cái phần sốt cho sườn non chai nha. Đó, mình làm xả nha. Cho xả ớt vào. Nhớ là bỏ bớt dầu ra. Chỉ chừa lại khoảng muỗng là được rồi. Để mình phi cho cái phần xả này nó vàng vàng thơm thơm. Xả với ớt quý vị. Sau đó thì chúng ta sẽ cho gia vị vào để làm cái sốt xả ớt cho sườn non chai.
đơn giản lắm. Rồi quý vị cho mình vô đây là một muỗng nước tương nè, tiếp theo là nửa muỗng hạt nêm chay với nửa muỗng đường nha quý vị. Rồi đảo đảo cho mình nêm thử coi vừa khẩu vị mình chưa. Đảo đảo cho nó tan gia vị ra, rồi cho sườn non chay vào đảo đều lên, xóc đều lên cho nó phủ một lớp ở bên ngoài miếng sườn non chay là mình đã có được món sườn non chay chiên sả ớt nữa quý vị. Đây là một món canh chua chay nha. Đó, thì mình dùng nước cốt tắc hoặc nước cốt chanh đều được. Mình cho vào đây khoảng 3 muỗng với một tô canh. Đó, tô nước nha quý vị. Rồi tiếp theo mình cũng cho vô đây là 3 muỗng đường luôn. Mình cho vô và mình nêm thử cái độ chua với cái độ ngọt nó vừa khẩu vị mình chưa. Thì mình có thể giảm đường với nước cốt tắc hoặc nước cốt chanh xíu cho nó vừa khẩu vị mình. Đó, quậy quậy lên vậy đó. Sau đó thì mình cũng dằn vô đây một xíu muối nha. Đó, nêm thì rất là đơn giản luôn. Rồi có bọt lên thì tranh thủ vớt bỏ sạch mấy cái bọt này. Rồi sau đó thì cho cà chua vô. Cho cái phần cà chua vô trước rồi mình nấu thêm một xíu vậy đó. Sau đó thì cho luôn cái phần bắp cải thảo vô luôn nha quý vị. Rồi cho hết bắp cải thảo vô thì nấu thêm khoảng 1-2 phút nữa là được rồi, để cái cải nó còn giòn ngon quý vị. Cho thêm về lát ớt vô cho nó the the thơm thơm. Rồi giờ thì cho thêm rau mùi vô nữa là được rồi đó. Cho ít rau mùi vô. Khi ăn á thì mình sẽ đem ra thố nha. Cho mình múc ra cái thố và cho một ít quế lên nè. Rồi tỏi phi á cho lên. Và cho một xíu nước mắm chay lên trên cho nó thơm nha. Còn cái phần đầu rồng thì mình sắp đường tròn. Cho sườn non chay chiên sả ớt ở chính giữa. Đó, mình có được 3 món nữa quý vị. Kèm theo là có món đậu hũ kho nước tương với củ cải trắng ngâm chua ngọt mà clip trước mình có làm á. Nó còn lại ăn ít á, mình để ra luôn. Nó đây là một cái mâm cơm chay đơn giản với các món chay ngon dễ làm. Quỳnh Phương chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà. Chuyên chia sẻ các món chay ngon là dễ làm á.